Thưa quý vị và các bạn, chiếc Lexus LX 570 Super Sport 2021 là phiên bản thể thao Super Sport S được sản xuất dành riêng cho thị trường Trung Đông và được rất nhiều đại gia săn đón. Nhiều khách hàng sẽ bất ngờ bởi con số 9 tỷ đồng, thậm chí còn đắt hơn cả BMW X5 2021 hay Mercedes-Benz GLS 2021. Lý do có giá bán đắt đỏ là bởi mẫu SUV này sử dụng động cơ hút khí tự nhiên với dung tích xi lanh lớn, do đó khoản thuế phải nộp rất lớn. LX 570 Super Sport S 2021 vừa về Việt Nam có nước sơn màu đen bóng. Đa số các biến thể của LX 570 nhập về Việt Nam chỉ có hai màu đen và trắng. Xe Lexus LX 570 Super Sport S 2021 được trang bị gói thể thao nên ngoại hình có phần hầm hố hơn phiên bản LX 570 đang bán chính hãng tại Việt Nam. Xe có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 5080 x 1865, tương tự như các biến thể khác của LX 570. Bản Super Sport S 2021 cũng sở hữu bộ lưới tản nhiệt kích thước khủng với kiểu dáng con suốt đặc trưng. Tuy nhiên, cấu trúc bên trong lại thể hiện chất riêng với họa tiết dạng khối 3D trông như vảy rồng rất độc đáo. Qua đó giúp phần đầu xe của LX 570 Super Sport S 2021 trông hầm hố hơn rất nhiều. Trong khi các bản LX 570 trước đó tại Việt Nam có kiểu nan ngang xếp tầng hoặc dạng lưới đan sen, nối liền với mặt ca lăng cỡ lớn là cụm đèn trước gồm 3 bóng LED hình thoi được xếp phân tầng bắt. Đi kèm là giải LED ban ngày hình chữ L đặc trưng. Cụm đèn sương mù cũng có kiểu dáng chữ L nhưng được bố trí đặt ngược đối lập với đèn daylight. Để phân biệt với mẫu xe SUV Lexus LX 570 2021 bản thường, hông xe đã được đính kèm dòng chữ Super Sport ở ngay nẹp chrome bên dưới cánh cửa. Dàn chân của LX 570 Super Sport S 2021 có kích thước khủng 21 inch với cấu trúc 10 chấu kép tương xứng với thân hình đồ sộ. Phần đuôi xe của LX 570 Super Sport S 2021 có rất nhiều chi tiết mạ chrome tạo điểm nhấn như tại cụm đèn hậu, hai nẹp chrome nối liền logo, cửa cốp hay hệ thống ống xả giả. Cụm đèn hậu có thiết kế tương tự bản thường với đồ họa hai giải LED hình chữ L chồng lên nhau. Phía trên là cánh lướt gió cỡ lớn mang đến cái nhìn thể thao, đồng thời góp phần cải thiện tính khí động học. Lexus LX 570 Super Sport S 2021 đầu tiên về Việt Nam có nội thất da màu nâu chủ đạo, không quá hiện đại, đầy áp công nghệ như các mẫu xe Đức. LX 570 Super Sport S 2021 thể hiện chất riêng, tinh tế cao đến từ trình độ chế tác đỉnh cao của những bậc thầy Takumi. Để trở thành một chuyên gia, bạn chỉ mất 10.000 giờ, nhưng để trở thành bậc thầy Takumi, thời gian đó phải gấp 6 lần, tương đương 60.000 giờ. Đó là cách mà Lexus tự hào để giới thiệu về những người làm nghề thủ công tài năng nhất tại Nhật Bản. Từng chi tiết da hay ốc gỗ đắt tiền Shimamoku đều được các bậc thầy Takumi gọt rũa một cách tỉ mỉ với độ chính xác gần như tuyệt đối. Phối hợp cùng là ánh sáng dịu nhẹ của hệ thống đèn LED nội thất giúp tạo ra không gian sang trọng, đẳng cấp. Khoang lái của LX 570 Super Sport S 2021 sẽ không khiến khách hàng bất ngờ bởi thiết kế không có nhiều thay đổi trong nhiều năm qua. Không ít người nói Lexus quá bảo thủ trong thiết kế, lười thay đổi. Tuy nhiên, những khách hàng thực tế lại yêu thích điều này bởi nó mang vẻ đẹp truyền thống và đem lại cảm giác quyền lực, đẳng cấp. Nổi bật nhất trên bề mặt táp lô là màn hình giải trí kích thước 12,3 inch đặt nổi có khả năng hiển thị sắc nét. Khu vực điều khiển bên dưới vẫn có khá nhiều nút bấm chỉnh cơ nhưng không gây rối mắt cho người lái. Mẫu xe Lexus LX 570 2021 Super Sport S sử dụng vô lăng đa chức năng 3 chấu được bọc da, ốp gỗ làm hoàn toàn bằng thủ công. Ngay phía sau là cụm đồng hồ analog loại Optigen cao cấp kết hợp cùng màn hình 4.2 inch. Không thua kém gì đối thủ Mercedes-Benz GLS 2021, LX 570 Super Sport S 2021 cũng được bọc da Nappa xịn sò cho toàn bộ ghế ngồi, mang đến trải nghiệm êm ái, thoải mái nhất. Đi kèm là các tính năng chỉnh điện đa hướng, nhớ vị trí, tích hợp tính năng sưởi, làm mát cho hàng ghế trước. Với lợi thế trục cơ sở dài 2850mm, không gian để chân ở hàng ghế thứ hai không có gì để phàn nàn. Đây là hàng ghế dành cho ông chủ nên sẽ được tích hợp thêm rèm che nắng và hai màn hình giải trí 11.6 inch có khả năng tự động tối ưu độ tương phản khi hiển thị. Trong khi đó, hàng ghế thứ ba vẫn có thể chở hai hành khách cao 1m7 cảm thấy thoải mái. Khi sử dụng cả ba hàng ghế, LX 570 Super Sport 2021 vẫn còn không gian chứa đồ khá thoải mái lên tới 344 lít, nhỉnh hơn các đối thủ Đức. Gấp hàng ghế cuối, dung tích có thể nâng lên 1.220 lít và có thể mở rộng tối đa 2.074 lít khi gập tiếp hàng ghế giữa. Cả hai hàng ghế sau đều có tính năng gập điện giúp việc tối ưu không gian dễ dàng hơn. Khả năng làm mát của LX 570 Super Sport S 2021 không thua kém đối thủ BMW X5 2021 hay bất kỳ đối thủ nào trong phân khúc nhờ sử dụng dàn điều hòa 4 vùng độc lập Lexus Climate Concierge. Đi kèm là các tính năng hỗ trợ như lọc bụi phấn hoa,
Tự động thay đổi chế độ lấy gió và điều khiển cửa gió thông minh giúp duy trì bầu không khí mát lạnh, trong lành. Hệ thống thông tin giải trí trên LX570 Super Sport 2021 gồm có màn hình trung tâm 12,3 inch, hai màn hình 11.6 inch gối đầu lớn cho ghế sau, sạc không dây chuẩn chi, đầu CD trên DVD, AM trên FM, kết nối USB trên AUX trên Bluetooth, dàn âm thanh vòm 19 loa Mark Levinson, lăn làm mát, ổ cớn điện. Trong nhiều năm qua, hãng xe Nhật Bản vẫn chưa nâng cấp động cơ cho LX570 Super Sport. Phiên bản 2021 vẫn tiếp tục sử dụng động cơ V8 5,7L hút khí tự nhiên cho công suất 367 mã lực và mômen xoắn 530 nm, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Hiệu quả giảm xóc trên LX570 Super Sport luôn được các chuyên gia đánh giá cao nhờ sử dụng hệ thống treo khí nén có treo thích ứng AVS. Mọi dao động gần như được dập tắt hoàn toàn mỗi khi lướt qua chướng ngại vật. Lexus LX570 Super Sport S 2021 thường được các ông chủ thích cầm lái lựa chọn. Do đó, Lexus đã chuẩn bị nhiều hệ thống hỗ trợ như chế độ lựa chọn đa địa hình, chế độ hỗ trợ vượt địa hình, chế độ hỗ trợ vào cua, turn assist, tính năng kiểm soát trợ lực lái biến thiên, VFC, 5 chế độ lái gồm Eco, Comfort, Normal, Sport S, Sport S+. Là mẫu SUV đầu bảng, Lexus đã trang bị cho LX570 Super Sport S 2021 những tính năng an toàn hiện đại nhất của hãng như 10 túi khí SRS tiêu chuẩn, hệ thống cảnh báo điểm mù, BSM, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, Rear Cross Traffic Alert, phanh đỗ điện tử, chống bo cứng phanh, hỗ trợ lực phanh, phân phối lực phanh điện tử, ổn định thân xe, kiểm soát lực bám đường, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống điều khiển hành trình, cảm biến trước và sau, cảnh báo áp suất lốc, móc ghế trẻ em ISOFIX, camera 360. Dù không có quá nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm, tuy nhiên Lexus LX570 Super Sport S 2021 vẫn như một thỏi nam châm thu hút giới nhà giàu Trung Đông và không ít đại gia Việt khó tính nhờ những giá trị cốt lõi, độc, lạ. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn. Thank you.